xin chào tất cả quý vị. Có lẽ là không chỉ riêng Hoàng Thanh cũng như tất cả quý vị là người Việt Nam tại Nhật Bản đều có đồng một quan điểm và một cảm nghĩ: chúng ta đã xa quê hương. Và khi nhắc đến quê hương thì Hoàng Thanh trực nhớ đến bốn câu thơ của Trương Nam Hương đã viết: hoàng hôn bếp hồng qua mấy phố, con le le hương lại nắng sông tiền, ai thả lưng giữa dòng câu vọng cổ, mãi đến giờ còn ngọt nước dừa xiêu. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ có thể Hoàng Thanh xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Xa Mưa Dông, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Ngọc, sáng tác Bắc Sơn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Thanh Ngọc xin trân trọng kính chào tất cả quý thầy, quý cô và quý Phật tử kính mến. Lời nói đầu tiên cho Ngọc xin được chúc quý thầy, quý cô, quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.
chưa?